Mời quý thính giả nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, chúng ta sẽ cùng nghe một số tiết mục hát chèo. Mở đầu chương trình là bài Đẹp Sắc Xuân Nay do Đỗ Xuân soạn lời theo điệu ngâm sổng và chức cầm hồi văn qua phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh và Túc Nữ. Chờ mới có xuân nay, trăm hoa đua sắc trên dải đất này, tiếng pháo reo vui đón chào xuân mới. Phúc dâng đầy tiếng hát nồng say. Mãi ngoài hồng sáng đi che xanh, tiếng thổi rộn lao nhanh, quê mới như tranh hoa thắm sắc, quả chiếu canh đất dậy màu vôi vụ thâm canh. Gió xuân thoáng thoảng trong lành,
Sau đây là bài Hương Xuân Hương Đời, soạn lời Đỗ Liên Tiếp do nghệ sĩ ưu tú Thanh Bình thể hiện theo điệu Dương Xuân. Ngày xuân cánh én đan bầy, gió đưa hương bưởi vương đầy trời mây. Ngỡ ai mái tóc thơm bay, bướm say hương sắc, đời say hương tình. Thiên nhiên giang đôi cánh khẽ mở, quả lá tươi nở, hơi thở mùa xuân ngập tràn. Dâng đời tiếng hát giòn nỉ vang, mùa xuân mãi mãi tươi xanh, nắng qua kẽ lá đan thành những hoa bùng hoa. Thủy sẽ trình bày tiếp bài Cung Đàn Xuân do Trần Côn soạn lời theo điệu Nói Thơ và Đào Liễu. Anh có nghe cung đàn rào khúc mừng xuân, nhạc khoan trung thủy bồng trầm yêu thân. Tiếng hát trong ngân nơi quê em nắng tươi bừng lên, từng tiếng hát trong ngân hát mừng nước non. Đêm ngày vững bước gian khó bao lần, vượt núi băng sông cho đời hương sắc tươi trái thơm bông. Đẹp áng mây hồng long lanh
áng mây hồng, đất trời xuân sáng vang lừng tiếng máy, náo nức quay vòng rục bước quân dân dạt dào, sức mới phơi với hoa xanh. Quý vị và các bạn nghe tiếp bài Mùa Xuân Bản Mường do Xuân Cung soạn lời theo điệu quạt màn, hai nghệ sĩ Tú Quý Bôn và Như Hoa cùng song ca. Bye.
thương vẫn trong lòng. Chính là bài Khúc hát sang xuân do Mai Văn Lạng soạn lời, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày theo điệu Chinh Phụ. Thank you.
xuân sang đua nở mọi nhà. Nghệ sĩ Tuấn Cường sẽ hát tiếp bài Mừng Xuân Chảy Hội do Kim Yến soạn lời theo điệu gà rừng. Soi nắng đẹp muôn muôn hoa ấm mừng khoe tươi như hoa khoe tươi tiếng chim vang lòng mắt la hoa thêm trồi biếc mà khắp đất trời mà cả đất trời sang xuân từ rừng là bài Quê hương nét đẹp xuân về do Nguyễn Bá Sĩ soạn lời theo điệu Sầm Xoan qua phần trình bày của Tốp Nữ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
vừa nghe chương trình Hát Chèo do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây kết thúc. Thân ái, chào. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong buổi này chúng ta cùng nghe một số tiết mục Hát Chèo. Thưa quý vị và các bạn, trong mọi thời kỳ với mỗi quốc gia, thanh niên bao giờ cũng có vai trò hết sức to lớn. Họ là sức sống hiện tại và tương lai của dân tộc. Ngày nay, thanh niên là lực lượng to lớn, có tiềm năng hùng hậu. Họ đã kế thừa tinh hoa truyền thống của dân tộc và những thành quả của cách mạng qua mở rộng giao lưu quốc tế. Đặc biệt, họ còn có trình độ học vấn cao, tầm nhìn rộng, nhạy cảm với thời cuộc, giàu lòng yêu nước và có khát vọng mau chóng đưa đất nước vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, thực hiện dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, những người làm chương trình chúng tôi xin được gửi tới quý vị và các bạn một số tiết mục hát chèo viết về tuổi trẻ của thanh niên với sức sống căng tràn. Đồng xanh lúa mới theo bước chân ta nghe, tạm biệt người thân lên đường chiến đấu trong tim nghĩ mừng thắng trận quê hương đang vang dọn đi tiếng hát đi mình đi bóng đi đi viết giặc đi đọc lập đi đất nước đi non chim ca gió hát có sức mạnh hậu phương cùng ra trận hôm nay có hình bóng Bác trong tim như chắp cánh bay tuổi trẻ lên đường vui như ngày hồi vui câu nghề ca xuất trận tròn đi ba tiên đi chiến đi thắng đạo đức lòng người ta muôn hoa
khắp núi rừng, núi rừng biển khơi thanh tan ngoài hết loài tan ác cho tổ quốc mãi mãi thắm sắc hương xuân Vừa rồi là bài Tuổi Xuân Vui Hội Tổng Quân do soạn giả Xuân Liên soạn lời theo điệu Đường Trường Thu Không, nghệ sĩ Hoài Ngọc và tốp nam nữ trình bày. Nghệ sĩ Tú Minh Tâm và tốp nữ trình bày tiếp bài Đồng Xanh Em Dệt do soạn giả Quang Đạo soạn lời theo điệu Tình Thư Hạ Vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân mến, tuổi trẻ không chỉ đáng yêu ở sức trẻ mà còn đáng yêu ở vẻ đẹp thuần khiết, tinh khôi, ở những ước vọng, ở niềm say mê và hừng hực nhiệt huyết. Cuộc sống đẹp biết bao khi chúng ta mang sức trẻ với tinh thần nhiệt huyết để cống hiến, để góp sức vì cộng đồng. Hành trình sống đẹp, sống có ích của thanh niên, của sức trẻ Việt Nam sẽ không bao giờ dừng lại, bởi nó là hành trình bất tận trong mỗi trái tim. Chúng ta cùng nhau sống những ngày đẹp nhất bằng những công việc bình thường nhưng có ích cho đời. Rào sức sống tuổi xuân, sáng ngời ý chí quân dân trung lòng, biên cương hải đảo ruộng đồng, tình nhà nghĩa nước mặt nồng khắc sâu. Bão giông sóng xô đâu nản lòng, lên đường tiếp bước cha ông. Sức sống thanh xuân. Vừa rồi là bài Sức sống tuổi xuân do soạn giả Hoàng Tường soạn lời theo điệu Sử truyện, nghệ sĩ Quý Đông và top 5 nữ thể hiện. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bài Tâm tình cô giáo trẻ do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh soạn lời theo điệu Đào Liễu, nghệ sĩ Thúy Lụa trình bày. Yêu những hy
Chính là bài Khúc hát lên đường xây quê mới do soạn giả Nguyễn Tuyền soạn lời theo điệu Quân tử Vu Dịch, nghệ sĩ ưu tú Kim Thoa và Tốp nữ trình bày. Oh,
chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Buổi này do biên tập viên Yến Oanh biên soạn. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Dư địa chí dân ca. Chương trình mới mang đậm tính thực tế trải nghiệm được hệ âm nhạc thông tin giải trí VOV3 sản xuất đã lên sóng phục vụ quý thính giả nghe đài. Lắng nghe dư địa chí dân ca, quý vị và các bạn sẽ cùng đồng hành với các biên tập viên của chương trình tới các địa chỉ văn hóa, những nơi đã và đang lưu giữ các loại hình dân ca và nhạc cổ truyền của đất nước Việt Nam. Chương trình có khung giờ phát sóng như sau: 23 giờ 15 phút thứ tư tuần 3 trên hệ VOV1 và 6 giờ chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Chương trình còn được phát trên hệ VOV2 vào thứ 3 tuần 4 lúc 15 giờ 30 phút và phát lại vào lúc 23 giờ 30 phút ngày chủ nhật kế tiếp trên hệ VOV3. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Nơi đâu có âm nhạc cổ truyền, nơi đó có dấu chân VOV.